Tiếp theo chương trình thì chúng ta vừa mới nghe cái các cách thách thức của thành phố Hà Nội trong cái việc mà các cái cơ hội của thành phố Hà Nội trong cái việc mà thúc đẩy phát triển cái phương tiện điện như thế nào. Chúng ta cũng đã nghe về các cái bước mà có thể xây dựng một cái chiến lược phát triển giao thông bằng xe điện như từ anh là Dominique, và tiếp theo thì chúng ta đang nghe anh là Sadi nói Sia nói trình bày về một cái các cái công cụ quản lý, từ công cụ về thể chế, về 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 tài chính, ra làm sao để mà thúc đẩy phát triển các cái phương tiện điện ở Ấn Độ. Và cái bài trình bày cuối cùng của ngày hôm nay thì cho phép thì là chúng ta sẽ nghe về chúng ta sẽ nghe về bài trình bày là thực trạng và định hướng cho việc chuyển đổi sang cái phương tiện điện tại Việt Nam như thế nào. Thì bài trình bày hôm nay thì là sẽ do Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc, là Phó trưởng Bộ môn ô tô và xe máy chuyên dùng, Viện Cơ khí Động lực Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trình bày. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc thì đang nghiên cứu giảng dạy về kiểm soát xe điện và xe hybrid, kiểm soát động lực học của phương tiện và hệ thống giao thông thông minh. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc cũng đã có nhiều dự án, nhiều công trình nghiên cứu và nhiều công bố khoa học trong lĩnh vực động lực học của phương tiện hybrid điện và các yếu tố chi phối đến tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện phát thải các cái chất ô nhiễm không khí ạ. Thì hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc sẽ chia sẻ với ta về cái thực trạng và cái định hướng chuyển đổi sang phương tiện điện tại Việt Nam như thế nào ạ. Xin mời anh Phúc ạ. Dạ, em nhìn thấy rồi ạ. Vâng, trước tiên là cảm ơn bên tổ chức đã có lời mời và cho tôi được cơ hội tham gia vào cái buổi ngày hôm nay, chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình ngày hôm nay. Thực ra là trước tiên thì tôi thấy rằng là những cái buổi cái ngày hôm nay rất là bổ ích và lý thú, rất nhiều thông tin đến từ nhiều các chuyên gia. Thì hôm nay đến đây thì tôi sẽ có một cái bài tổng thể là thực trạng và định hướng chuyển đổi xe điện tại Việt Nam. Nội dung của tôi sẽ gồm 6 phần. Thứ nhất là tôi cũng đi qua cái tổng quan về sự phát triển ô tô điện trên thế giới và có những cái nhận định đánh giá về thị trường các ô tô đấy như thế nào từ nhu cầu. Sau đó tôi sẽ sang về phần sự phát triển ô tô điện ở Việt Nam của xe điện nói chung, bao gồm cả ô tô lẫn xe máy. Rồi tiếp đến là tôi điểm danh tất cả những cái chính sách ưu đãi về thuế hoặc đất đai cho cái việc sản xuất ô tô điện cũng như phát triển thị trường ô tô điện. Và phần tiếp theo là tôi cũng tổng quan lại tất cả những hệ thống văn bản pháp quy quản lý phương tiện và môi trường liên quan đến ô tô và những cái gì liên quan đến ô tô điện. Và cái thứ năm là thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho ô tô điện Việt Nam hay như nào. Và cái cùng là kết luận và kiến nghị. Đầu tiên chúng ta sẽ nói chuyện về cái tổng quan về sự phát triển ô tô điện trên thế giới. Trên slide này thì tôi sẽ trình bày, các bạn sẽ nhìn thấy số liệu phát triển ô tô điện tôi lấy từ năm 2010 cho đến 2020 ở cái hình đồ thị ở bên tay trái màn hình ở đây. Tức là chúng ta sẽ thấy xe điện được phân bố theo các cái thị trường khác nhau. Nhìn vào đây ta sẽ thấy phần lớn xe điện hiện nay là đang tập trung ở Trung Quốc. Đứng thứ nhì đó là châu Âu và cuối cùng đó là Mỹ. Với sự tăng trưởng của thị trường ô tô điện thì có những điều là năm 2019 mà 2020 đó là hai cái năm Covid, kinh tế có bị ảnh hưởng, thị trường ô tô nói chung là đi xuống nhưng thị trường ô tô điện vẫn đi lên. Đấy là đối với thị trường chung. Thứ hai, đối với hình ở bên tay trái này các bạn sẽ thấy được phân loại theo các loại xe. Cái màu xanh này là những loại xe du lịch cỡ nhỏ. Cái màu này là những loại xe thương mại, và cái màu vàng là cho dành xe buýt và một số cái xe xe tải, để được phân làm 4 loại xe. Và nhìn vào đây ta sẽ thấy là phần lớn xe điện trên thế giới sẽ tập trung vào những cái xe cá nhân, xe cỡ nhỏ, những xe như vậy, một phần nhỏ đối với những loại xe khách, xe tải cỡ nhỏ, và một phần nhỏ nữa là xe buýt. Thì nữa chúng ta sẽ đi sâu các cái
cụ thể để hơn. Ở đây đối với đồ thị này thì chúng ta sẽ thấy là được phân loại theo các loại xe. Đối với xe điện hiện nay trên thế giới người ta có, thực ra xe điện là có 4 loại. Đấy, xe hybrid, plug-in hybrid và xe battery, thuần điện và xe full cell, tế bào nhiên liệu. Nhưng hiện nay là ở cái thông kê này người ta đang mới chỉ liệt là xe plug-in hybrid, là xe điện, xe hybrid cắm sạc và xe thuần điện. Thì hai cái phần dưới này, đó là màu, hai màu xanh này là của thị trường Trung Quốc. Thì ta nhìn thấy thị trường Trung Quốc sẽ phần lớn là xe thuần điện, còn thị phần về xe plug-in hybrid là nhỏ. Đối với phần trên này là ta nhìn thấy thị trường của châu Âu. Thị trường châu Âu thì ta thấy rất rõ nét là xe plug-in hybrid với cả xe thuần điện là có thể ngang nhau cho từ những năm 2020. Đối với Mỹ, thị trường Mỹ thì cái tỷ lệ này cũng lệch nhau không nhiều. Như vậy là cái xe plug-in hybrid cũng là chiếm một cái thị phần đáng kể trong cái tổng xe điện trên thế giới. Và tiếp đến ta sẽ đi phân tích cái thị trường với cái xe plug-in hybrid này nó có những cái đặc tính gì. Ở đây ta sẽ thấy theo các thị trường Trung Quốc này, Mỹ và châu Âu thì ta sẽ nhìn ở các cái năm khác nhau. Thì ta thấy đối như chú ấy là thị trường Trung Quốc là cái màu xanh đậm, tất cả những cái màu đậm này đó là những xe thuần điện, còn cái màu nhạt hơn thì đó là xe hybrid, plug-in hybrid, là xe hybrid cắm sạc. Thì ta thấy rõ ràng ở Trung Quốc là luôn luôn cái xe thuần điện là chiếm tỷ phần lớn. Thế còn đối với Mỹ thì cái xe thuần điện cũng là khả năng là chiếm thị phần lớn. Nhưng sang châu Âu thì chúng ta thấy rõ ràng là nó sẽ cân bằng với nhau. Đấy là những cái đặc thù của các thị trường đối với các xe. Ở cái đồ thị dưới này thì chúng ta có thể thấy rõ hơn ở những cái từng thị trường, ví dụ như Nhật. Ở Nhật chúng ta sẽ thấy như vậy, cũng giống như châu Âu, tức là thị trường của xe plug-in hybrid là chiếm rõ rệt. Đấy, thì còn đây là Hàn Quốc thì lại xe thuần điện. Đấy, ra Canada thì xe thuần điện cũng nhiều. Sang Anh thì cũng tỷ lệ giữa thuần điện và xe plug-in hybrid là tương đương với nhau. Sang Pháp cũng vậy và sang Đức cũng vậy. Thậm chí Đức là cái xe hybrid, plug-in hybrid thì có phần nổi trội hơn. Đấy là những cái thông số mà chúng ta. Còn nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy thị phần của xe điện, chúng ta có thấy ở Na Uy là tốc độ tăng thị phần của xe điện là rõ rệt, tăng lên nhất, thậm chí chiếm đến 80%, gần sấp xỉ 80% trong 2020 là chiếm gần như 80% lượng xe bán ra. À, như vậy ở châu Âu, những nước Bắc Âu là những nước có cái tỷ lệ điện hóa cơ giới là rất là nhanh và cao. À, tiếp đến bây giờ chúng ta sẽ đi nhìn với cái xe điện và xe thuần điện. Đấy, nó khác nhau ở các thị trường và các cái loại xe như thế nào. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy trước đây là Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, rồi châu Âu và Mỹ thì đối với những cái dòng xe nhỏ hoàn toàn các bạn thấy rằng là xe nhỏ hoàn toàn là xe điện, thuần điện hết. Còn bắt đầu những cái dòng kích cỡ nó tăng dần thì xe plug-in hybrid sẽ bổ sung vào. Ở đây ta nhìn thấy cái dạng xe SUV hoặc là xe large car là những cái xe cỡ lớn, cỡ to hơn khoảng 7 chỗ, 9 chỗ. Thì cái thị phần của xe plug-in hybrid này nó phát triển rất là lớn, nó nhiều lên. Và bên phía bên này là ta sẽ thấy là khả năng đi được sau một lần sạc hoặc một lần đổ xăng của các loại xe. Thì đối với xe điện, các bạn sẽ thấy là từng càng ngày sẽ được càng cải tiến tăng lên đấy, sau một lần sạc. Còn đối với xe plug-in HDV thì gần như là nó đi ngang. Như vậy là người ta sẽ không tập trung vào cải tiến cái quãng đường đi được sau một lần sạc của xe plug-in hybrid. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân nó đã có khả năng tự đổ xăng. Chính cái điều này sẽ giải thích là tại sao thị trường nó sẽ phân hóa giữa xe cỡ nhỏ và xe cỡ lớn như thế này. Với những xe cỡ nhỏ là chủ yếu người dân, hoặc là thị trường ở Trung Quốc cũng vậy, đặc biệt là Trung Quốc là chủ yếu người dân là đi ở trong nội đô, sáng đi làm, chiều đi về. Đấy, cung đường họ đi nhỏ. Với những cái khả năng của xe điện bây giờ là người ta hoàn toàn có thể cắm sạc và đi trong ngày là không bị ảnh hưởng gì về lo lắng gì về cung đường. Do vậy là những cái xe cỡ nhỏ thì hoàn toàn chiếm tỷ trọng lớn là xe thuần điện. Đối với những xe cỡ lớn là những cái xe người ta có những người có nhu cầu đi xa, thỉnh thoảng đi liên tỉnh thì người ta
kết hợp giữa cả hai, đi trong phố thì người ta đi xe điện, còn đi xa thì người ta ở chế độ xe động cơ đốt trong để đổ xăng để hỗ trợ vào. Chính vì thế là cái thị phần về xe plug-in hybrid nó sẽ chiếm một phần lớn ở những cái xe mà người phục vụ cho những người có cái tính sử dụng đa dụng cao. Do vậy là như vậy ta nhìn này, cái đồ thị trước ấy là ở châu Âu hoặc là Mỹ. Tại sao là gì? Ở Trung Quốc là tỷ lệ xe điện gì? Xe điện lớn, và cái xe điện lớn là như vậy. Xe thuần điện nó lớn hơn vì người ta có cái nhu cầu đi lại ở nội đô là nhiều hơn. Đây chúng ta sẽ nhìn này, ví dụ ở Trung Quốc cái lượng xe thuần điện là rất là lớn. Đấy, vì cái nhu cầu người ta đi lại là chính là trong nước. Còn đi xa, những người có đi xa thì có thể là xe plug-in hybrid hoặc là người ta vẫn đi bằng xe truyền thống. Đấy là đối với những cái xe cá nhân. Thì ở đây có chúng ta sẽ nhìn thấy cái lộ trình mà các hãng ô tô công bố ra xe điện. Ở cái trục bên này là trục năm 2 theo năm này, thời gian. Còn các cái số này ta lấy ví dụ như năm 2022 ở đây, ta sẽ thấy nhỉ, năm 2022 cái số 10 ở đây là hãng Daimler sẽ công bố là có 10 mẫu xe điện. Trong 2022 là sẽ có 10 mẫu xe điện. Còn Dongfeng thì là sẽ chiếm 30% doanh số bán sẽ là xe điện. À, hãng Ford 2022 cũng sẽ công bố, dự kiến là công bố 40 mẫu xe điện ra. Hãng Mazda thì 1 và hãng Renault Nissan là 20. Nhìn vào đây ta có thể năm 2022, tất cả sang năm thôi, sẽ là một cái năm thị trường xe điện sẽ, các mẫu xe điện sẽ là bùng nổ. Còn đến 2030 thì ta thấy hầu như là các hãng tối thiểu là đạt 50% thị phần là ô tô điện. Cái lượng sản lượng ô tô điện bán ra rất lớn, hoặc là nhiều mẫu ô tô điện hơn, hoặc là số lượng tính tổng tích lũy là nhiều. Do vậy là xu thế của các hãng thế giới là đến 2030 là người ta sản xuất ô tô điện khá là nhiều. Đối với xe buýt và những cái xe cỡ lớn, những xe cỡ lớn là xe buýt và xe tải, thì ta sẽ thấy như sau. Ở các năm thì thị phần chủ yếu tập trung xe điện, chỉ chủ yếu tập trung vào các dòng xe buýt, còn đối với các dòng xe tải là rất là ít. Kể cả Mỹ và kể cả châu Âu, kể cả Mỹ và cả châu Âu và Trung Quốc thì chủ yếu tập trung là thị phần của xe buýt là nhiều. Đấy, và tất cả đều ở Trung Quốc hết. Cái điều này nó thể hiện cái đặc thù cái giao thông của các nước này như sau. Các bạn sẽ thấy nhỉ, ở các nước như Mỹ và châu Âu, nếu mà phương tiện vận tải đường dài thì cái hệ thống tàu điện hoặc hệ thống vận tải đường sắt chạy bằng điện hóa đã rất là tốt, cho nên là họ sẽ không đầu tư nhiều vào cái việc dùng xe buýt điện hoặc là dùng xe tải điện để vận tải. Còn ở Trung Quốc thì phát triển nhiều cái lượng xe buýt này. Bởi vì sao? Bởi vì xe buýt nội đô của họ dùng xe điện là nhiều. Hệ thống giao thông công cộng như tàu điện các thứ họ cũng không thể hoàn thiện được giống như châu Âu và Mỹ. Do vậy là họ sẽ tập trung phát triển thành xe buýt điện. Thì đấy là một trong cái xu thế tại sao xu thế ở Trung Quốc là chuyển hóa cái xe buýt điện là chiếm thị phần lớn so với những cái trên toàn cầu là như vậy. Cũng như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy tiếp ở các cái phân khúc ra, bởi lượng xe điện bán ra đối với dòng xe cỡ lớn này rất nhỏ. Đấy, rất nhỏ, chúng ta sẽ chia ra. Thì ở xe buýt thì Trung Quốc cũng là nhiều nhất. Đấy, sau đó là đến châu Âu và Mỹ thì cũng tương đương nhau. Đấy là đối với dòng xe buýt. Còn đối với dòng xe tải cỡ nhỏ, thì Mỹ lại là cái quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ, có số lượng bán ra về xe điện là nhiều nhất. Còn Trung Quốc và châu Âu thì lại giống nhau. Thì bản chất vấn đề là gì? Như vậy là những cái xe tải cỡ lớn hoặc vận chuyển đường dài xa thì Mỹ đã có những cái hệ thống vận tải rất là tốt. Tuy nhiên vận tải ở khu vực nhỏ, lượng nhỏ thì người ta sẽ cũng lại đang chuyển dần sang xe điện, lượng xe điện nhiều hơn. Đấy, với những cái xe siêu trường, siêu trọng, cỡ lớn thì châu Âu lại ưu tiên cho xe điện nhiều hơn. Thế còn những cái quốc gia khác thì nó không đáng kể nên tôi không nói nữa. Như vậy là mỗi một thị trường phụ thuộc vào cái đặc tính giao thông của thị trường đó, từ cái nhu cầu thì cái lượng xe điện theo các loại nó cũng được gì thay đổi, cái nhu cầu của họ cũng sẽ có thay đổi khác nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua về sự phát triển xe điện ở Việt Nam.
sự phát triển xe điện Việt Nam, đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn cái số lượng, so sánh giữa số lượng xe máy điện và xe máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Thì trong từ năm 2016 đến năm 2020, ta có thể thấy là cái tỷ lệ về xe lượng xe điện và lượng xe điện của ta đang còn rất nhỏ. Rất nhỏ so với cả cái xe động cơ đốt trong. Như vậy ta sẽ thấy tiềm năng về sự chuyển đổi từ sử dụng xe máy điện là còn rất lớn. Ở đây ta sẽ so sánh với dòng xe nhập khẩu. Đấy, tôi so sánh giữa xe nhập khẩu giữa xe mô tô xe máy nhập khẩu và mô tô xe máy điện. Thì từ 2016 cho đến 2020 chúng ta hoàn toàn không nhập khẩu một xe mô tô hoặc xe máy điện nào cả. Do vậy, điều đó sẽ chứng minh được rằng là năng lực sản xuất xe máy điện của các nhà sản xuất trong nước đã chiếm ưu thế so với nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy là một cái tín hiệu cũng là đáng mừng đối với cả thị trường Việt Nam. Tiếp đến thì chúng ta sẽ so sánh về ô tô điện. Ô tô điện thì chúng ta sẽ nhập khẩu và sản xuất trong nước thì nó lại ngược lại. 100% các loại xe điện được gọi là xe điện ở Việt Nam thì là đều là nhập khẩu. Tuy nhiên có một cái tín hiệu rất vui là chúng ta sẽ nhìn thấy lượng nhập khẩu càng ngày càng tăng. Đấy, tức là nhu cầu người sử dụng càng ngày càng nhiều. Và như các bạn biết thì năm 2021 là chúng ta sẽ, năm nay là chúng ta VinFast đã giới thiệu hai cái mẫu xe điện, là xe EV và xe có cá nhân cũng như xe buýt điện. Thì năm 2021 sẽ coi như là năm tiền đề của sự phát triển mở rộng các sản phẩm xe điện. Ở đây ta sẽ tính cái tỷ lệ lưu hành giữa ô tô điện và ô tô lưu hành này. Thì ta sẽ thấy càng ngày các cái mức ô tô điện nó được càng tăng lên. Mặc dù con số rất là khiêm tốn, chưa được 1%. Nhưng mà chúng ta đã thấy được một cái xu hướng là thị trường ô tô Việt Nam đã bắt đầu phát triển cho các loại ô tô điện. Tôi phải định nghĩa là thị trường ô tô điện ở Việt Nam là bao gồm cả xe hybrid, xe plug-in hybrid và xe thuần điện. Ở Việt Nam chưa có xe full cell. Đấy, nó khác với cái định nghĩa trước ở châu Âu với Mỹ là thị trường ô tô điện Việt Nam phải bao gồm cả xe máy hybrid. Đấy con rồi. Và ta sẽ thấy là ô tô điện đang có xu thế tăng dần. Đấy, nhưng tỷ lệ ô tô điện chưa đạt được 1%. Do vậy là cái tiềm năng của ô tô điện sẽ là rất lớn và hứa hẹn là hấp dẫn vô cùng đối với cả thị trường, đối với cả các nhà sản xuất. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chúng ta sẽ thấy cũng từ các năm thì các số lượng các doanh nghiệp nó dao động từ 35 cho đến 45, cứ loanh quanh như vậy. Đấy. Thì năm 2017 là nhiều nhất đến 45, sau đó lại tụt xuống còn 39 và lại 40. Điều này thể hiện một cái điều, và đến năm 2020 chỉ đã có 34 doanh nghiệp. Và trong đó thì một doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô điện ở quy mô lớn, kể cả ô tô điện và xe máy điện, đã có sản phẩm 2021, có sản phẩm ô tô điện đầu tiên của Việt Nam. Điều này chứng minh cho thấy là các doanh nghiệp sản xuất tham gia vào sản xuất ô tô điện ở Việt Nam hoặc là xe máy điện đang chuyển mình từ phát triển số lượng thành chất lượng và quy mô. Đây cũng là một tín hiệu vui cho thị trường cũng như ngành công nghiệp ô tô điện Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển được ô tô điện phát triển thì chúng ta sẽ đi kèm với các cái chính sách như thế nào? Thì đây tôi sẽ tổng kết lại các cái chính sách đã được ban hành ở Việt Nam liên quan đến sản xuất ô tô và ô tô điện. Đầu tiên là chúng ta có ba cái thứ. Từ năm 2012 là chúng ta có nghị quyết 1393, có quyết định 1393 của Thủ tướng Chính phủ. Trong cái quyết định này thì đã vạch ra một cái chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến 2050, đề ra các mục tiêu cụ thể về phát triển nền kinh tế carbon thấp, giảm cường độ khí nhà kính, hướng tới sản xuất tiêu dùng xanh. Đấy là cách đây cũng khoảng gần 10 năm rồi. Sau đó thì gần đây nhất sẽ là các cái nghị quyết số 55, nghị quyết trung ương ban hành vào 11 tháng 2 2020, thì đã đề ra chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030 và 2050. Thì phải có các chính sách, các hộ tiêu dùng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nhất là công nghiệp và giao thông, thúc đẩy phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới. Có thể nói đây là một cái nghị quyết bản lề để chúng ta phát triển tiếp. Từ cái nghị quyết này thì Chính phủ đã ra nghị quyết 136 ngày 25 tháng 9 năm 2020 đã đề ra giải pháp là đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sạch đối với phương tiện giao thông cơ giới.
Như vậy là về phần từ chính phủ cho đến từ thủ tướng cho đến nghị quyết trung ương đảng là đã rất quan tâm đến cái vấn đề phát triển giao thông sạch của chúng ta. Và từ đó thì các bộ ban ngành đã triển khai những cái chính sách tiếp theo. Đầu tiên là chúng ta có chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện và các dòng xe ô tô thân thiện môi trường. Thì cái điều này đã được luật hóa tại luật số 106/2016 Quốc hội 13. Đấy, sửa đổi biểu trình về thuế giá trị gia tăng. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nếu mà từ mùng 1/7/2016 năm thì cái luật thuế tiêu thụ đặc biệt nó đã giảm so sánh với cả xe xe xăng. Nếu ta so sánh với xe chạy xăng thì cái thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện nó đã giảm đi rất nhiều. Xe xăng, xe chạy bằng động cơ đốt trong và loại 9 chỗ thì từ 35 đến 150% tùy theo dung tích xy lanh, thì đối với ô tô điện chỉ còn có 10-15%. Đối với xe lớn hơn đấy, thì các loại xe thì các mức thuế, các loại xe mà phục vụ cho thương mại càng nhiều thì cái mức thuế càng được ưu đãi. Đấy là một cái chính sách về đầu tiên đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Còn đối với chính sách nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt thì dùng để phát triển được thị trường ô tô điện. Còn đối với phát triển công nghiệp cho các nhà sản xuất ô tô thì chúng ta sẽ có những cái chính sách thuế nhập khẩu. Thì đầu tiên là quy định tại luật đầu tư và nghị quyết 31/2021 của chính phủ, nghị định của chính phủ. Là đối với các nghị định này thì dự án sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa và nhập khẩu theo tài sản cố định của dự án được quy định ở trong cái khoản 11 điều 16 luật thuế xuất khẩu. Đấy, luật 107/2016 Quốc hội 13. Và cái điều 10 luật thuế xuất khẩu nhập khẩu cũng quy định về những cái thuế xuất, ưu đãi thuế xuất này. Và đến nghị định số 57/2020 của chính phủ thì bổ sung các chủng loại ô tô điện, đấy, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu ô tô hybrid là đối tượng được áp dụng ưu đãi của chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô. Thực ra cái chương trình này thì trước nay đã có từ rất có rồi, nhưng mà đến 2020 thì bắt đầu nghị định này mới bổ sung là những cái loại xe chạy điện mới được hưởng cái này. Và doanh nghiệp sản xuất các ô tô này thì linh kiện nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình này sẽ được áp mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Đấy là đối với những cái chính sách nhập khẩu hỗ trợ cho các nhà sản xuất. Ngoài ra thì có những cái chính sách ưu đãi khác như đối với luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì luật này sẽ có ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế là áp dụng đối với những nhà đầu tư sản xuất lắp ráp ô tô tương ứng với từng địa bàn và thực hiện dự án đầu tư. Ở đây tôi xin nhấn mạnh là lắp ráp ô tô nói chung. Đấy. Đối với nghị định 31/2021 thì chúng ta các dự án sản xuất ô tô được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật và thuế sử dụng phi nông nghiệp theo luật đất đai. Điều 65 của luật bảo vệ môi trường thì chính phủ sẽ ban hành chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp. Đấy. Lộ trình chuyển đổi hoặc loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường. Đối với nghị định số 20/2019 thì miễn phí trước bạ đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch, trong đó có xe buýt chạy bằng điện. Đấy là, tuy nhiên chúng ta trừ cái nghị định này thì đã quy định trực tiếp cho gì? Cho xe điện. Còn các luật thuế này thì vẫn đang quy định chung cho các loại ô tô. Thì trong đó ô tô điện cũng được nằm trong cái mục này. Thì nhìn cơ bản về các cái chính sách ưu đãi như trên thì ta thấy những chính sách mà ưu tiên trực tiếp cho xe điện thì vẫn chưa được nhiều. Đấy, còn ô tô điện hoặc các nhà máy, đặc biệt là nhà máy ô tô thì mới đang được hưởng các cái chính sách sản xuất ô tô thì đang được hưởng các cái chính sách mà đi ăn cùng với cả ngành công nghiệp ô tô truyền thống. Đấy là một cái điều nổi bật đối với các cái chính sách của chúng ta là như vậy. Rồi tiếp đến để lưu hành và phát triển thị trường ô tô hoặc quản lý xe chạy điện thì chúng ta phải cần đến các hệ thống văn bản pháp quy quản lý phương tiện và môi trường. Thì ở đây đầu tiên chúng ta phải nói đến hai cái là TCVN và QCN, là tiêu chuẩn Việt Nam và quy chuẩn Việt Nam. Thì tổng số tiêu chuẩn Việt Nam
áp dụng cho các phương tiện cơ giới đường bộ hiện nay là 260 tiêu chuẩn. Thì trong đó đối với ô tô là 140 tiêu chuẩn, mô tô và xe máy là 102 tiêu chuẩn, xe đạp là 18 tiêu chuẩn. Và đối với xe điện, liên quan đến xe điện chỉ có 39 tiêu chuẩn Việt Nam. Với cái quy chuẩn Việt Nam thì quy định đối với xe điện hiện nay là có 21 cái. Thì năm quy chuẩn là dành riêng cho xe điện, để tí nữa tôi sẽ nhắc đến việc đấy. Thứ hai là những cái quy chuẩn này thì quy định cho động cơ, ắc quy sử dụng motor, xe máy điện và nói chung về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và phương tiện giao thông chung. Và một điều đặc biệt đó là chưa bao quát được tất cả các quy chuẩn và tiêu chuẩn này, thì chưa bao quát được hết tất cả vấn đề chất lượng an toàn phương tiện của người sử dụng xe motor và xe gắn máy điện. Còn đối với ô tô điện thì hiện nay chúng ta cũng còn đang một khoảng trống về tiêu chuẩn cũng như quy chuẩn Việt Nam đối với ô tô điện. Đối với cái hệ thống văn bản pháp quy về quản lý chất lượng phương tiện ô tô nói chung thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2006 và cái nghị định 132/2008 thì quy định chi tiết một số điều của luật chất lượng sản phẩm này. Sau đó là cái nghị định 38/2015 thì sẽ quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Rồi cái quyết định 16/2015 thì xây dựng các chế tài nhằm cụ thể hóa các điều luật quy định và xử lý các sản phẩm thải liên quan đến phương tiện giao thông điện như ắc quy, các ô tô, xe máy và quá trình niên hạn sử dụng. Rồi tiếp đến là có luật bảo vệ môi trường thì quyết định ở số 49/2001 và thì chúng ta sẽ có quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Và ở cái nghị định 57/2020 cũng như trước tôi đã nhắc đến rồi là thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành giao thông vận tải nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia, cơ sở đánh giá nỗ lực toàn cầu định kỳ. Bởi vì khi chúng ta như tại thời điểm hiện nay chúng ta đang thấy là chính phủ, thủ tướng đang đi tham dự các hội nghị COP 26 cũng như chúng ta tham gia vào những cái hành động vì môi trường, cho nên là chúng ta sẽ phải đi theo những cái quy trình cắt giảm khí nhà kính chung của thế giới và được thế giới đánh giá để chúng ta nhận được những cái gói hỗ trợ tài chính cho cái việc cắt giảm khí nhà kính. Thì tiếp đến là đối với cái văn bản pháp quy quản lý chất lượng, chúng ta sẽ đây đối với cái đối tượng là nhà ô tô và lắp ráp sản xuất ô tô thì chúng ta chịu hai cái thông tư 25/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về sản xuất lắp ráp ô tô và thông tư số 30, thông tư và thông tư số 54, tức là những cái quy định thông tư này là quy định cho khối sản xuất lắp ráp ô tô và nó cũng chưa tách riêng ra được cả đâu là ô tô điện hay là ô tô truyền thống. Thì còn đối với ô tô nhập khẩu thì chúng ta cũng có một số thông tư 03/2018 và thông tư 05/2020 và thông tư 31 và thông tư 55 cũng là tất cả của Bộ Giao thông Vận tải để quy định đối với quản lý ô tô nhập khẩu. Còn đối với ô tô lưu hành thì có chúng đó số thông tư số 70 và cái thông tư này thì theo tôi biết là đang được sửa đổi để thay thế. Thì đối với hệ thống văn bản quy này thì ở cái thông tư 86/2014 thì quy định điều kiện đối với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế. Thì đây là những cái xe mà thuộc như chúng ta sẽ thấy những cái xe như kiểu xe sân gôn hoặc xe du lịch sinh thái ở quanh bờ hồ. Rồi thông tư 55/2014 thì quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường của xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất lắp ráp motor xe gắn máy, quy định về sản xuất motor xe gắn máy. Ngoài ra thì đó chúng ta có đi kèm với các cái bộ này chúng ta có các cái loạt tiêu chuẩn, các quy chuẩn Việt Nam tôi nêu lên về an toàn đối với xe motor xe gắn máy và quy chuẩn về xe đạp điện, quy chuẩn về động cơ sử dụng cho xe đạp điện, quy chuẩn về ắc quy và cái quy chuẩn số 10 và số 09 thì là nói chung cho ô tô khách trong thành phố và chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô. Hai cái này thì là nằm chung trong của ô tô. Đấy là tổng những cái văn bản mà dùng để quản lý về phương tiện. Tiếp đến là chúng ta quản lý về môi trường và liên quan đến pin, ắc quy thì thông tư số 36/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường về quản lý chất thải nguy hại thì trong này đã đưa ra pin và ắc quy là thuộc nhóm các chất thải
chuyên đề của các mã khác là bao gồm các cái pin để ắc quy trì thải, các loại ắc quy pin hiện nay. Thì do vậy là pin và ắc quy trên ô tô, sử dụng trên ô tô hiện nay, kể cả ô tô điện hẳn lẫn ô tô truyền thống cũng có pin và ắc quy, thì là thuộc danh mục chất thải nguy hại và phải được quản lý như chất thải nguy hại trong toàn bộ quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý. Thì từ đây ta sẽ thấy ở cái quy định số 16/2015 về đã có cái quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ. Thì từ ngày 1/7/2016, pin và ắc quy các loại thải bỏ phải được thu hồi xử lý. Quyết định cũng đã quy định trách nhiệm các bên liên quan cụ thể. Như điều 5 thì quy định trách nhiệm nhà sản xuất, anh sản xuất ra anh phải thu hồi lại như thế nào. Điều 17, trách nhiệm của người tiêu dùng, cơ sở phân phối, đơn vị vận chuyển và xử lý chất thải và các tổ chức cá nhân thu gom. Điều 9 thì quy định cho trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường nào. Và điều 10 thì quy định trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nói một cách tổng thể thì với các quy định này đã được quy định, các cái quy định này đã được quy định trách nhiệm của đầy đủ các bên tham gia trong cái việc thu hồi và xử lý chất thải, rồi là pin. Đấy. Còn tiếp đến là cái thông tư 534/2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường thì có quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ và quy định yêu cầu kỹ thuật đối với điểm thu hồi, trong đó có các loại pin và ắc quy. Như vậy là về với cái hệ thống văn bản quản lý về ắc quy và pin thải thì cũng có một phần nó khá đầy đủ, nhưng hiện nay thực thi và trong thực tế thì đấy vẫn là một cái dấu hỏi, nó đã được áp dụng triệt để hay chưa thì đó vẫn là dấu hỏi. Bởi vì chúng ta cũng nhìn thấy như trước là từ 2016 đến hiện nay là số lượng xe đạp điện, xe máy điện đã bán ra rất nhiều, nhưng những cái việc mà thống kê để đưa ra rằng là các pin và ắc quy ở các cái xe đấy đã được thu hồi và xử lý triệt để như nào thì vẫn chưa có một cái thống kê gọi là chính xác. Hiện nay tôi vẫn chưa có một cái thống số liệu chính xác. Như vậy là chúng ta sẽ thấy hệ thống văn bản pháp quy quản lý phương tiện và môi trường thì còn một cái số hạn chế, đặc biệt là liên quan đến tiêu chuẩn, là yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với các hệ thống sạc này, yêu cầu an toàn khi vận chuyển thay thế pin ắc quy xe điện chưa có. Đối với xe điện thì hiện nay chúng ta thấy một cái xu thế nữa, đó là xe tự lái, xe tự hại này. Thì những cái yêu cầu an toàn kỹ thuật của nó cũng chưa được đề cập đến. Rồi những yêu cầu kỹ thuật thử nghiệm đối với hệ thống điều khiển trong quá trình vận hành ấy, yêu cầu về tái chế một cách chính xác hơn, cụ thể hơn cũng chưa đầy đủ. Rồi yêu cầu về đặc tính của các thiết bị nạp, chạm sạc các thứ cũng chưa có. Rồi phương pháp thử nghiệm đánh giá hiệu năng hoặc là hệ thống phanh tái sinh. Rồi yêu cầu kỹ thuật về an toàn xe buýt điện, xe ô tô điện là cũng còn đang là một khoảng trống đối với cái trong cái hệ thống văn bản pháp quy của chúng ta. Như tiếp đến là tôi sẽ trình bày về cơ sở phục vụ hạ tầng cho cơ sở hạ tầng phục vụ cho ô tô điện của Việt Nam chúng ta tại thời điểm này. Thì như các bạn biết là tại thời điểm này chúng ta chỉ có duy nhất một đơn vị là lắp đầu tư vào hạ tầng là trạm sạc điện, đó là VinFast. Thì đây là cái số liệu báo cáo của VinFast mà tôi tham gia báo cáo ở tháng 8 vừa rồi. Thì hiện nay họ đã lắp được khoảng hơn 300 các cái địa điểm, họ sẽ có những cái địa điểm lắp nha. Để thay thế các cây xăng thì được hơn 350 tại các trạm cây xăng và trạm dừng nghỉ. Và hơn 800 điểm ở chung cư văn phòng tổng hợp và khoảng hơn 200 ở trung tâm thương mại. Rồi sau đó lắp ở bãi đỗ xe thì khoảng hơn 300 và ở các cơ quan công sở, trường đại học, khu nghỉ dưỡng là cũng khoảng hơn 300. Thì đấy là hệ thống sạc của VinFast đã phủ khắp ở trên ở Việt Nam. Thì họ có những trạm sạc như thế nào? Họ có tất cả, như các bạn nhìn thấy, 1, 2, 3, 4 loại. 4 loại thì loại đầu tiên là trạm sạc thường là 11 với công suất là 11 kW. Thì những cái điểm này là đặt tại các vị trí đỗ xe công cộng hoặc là có thể đỗ hoặc gửi xe trong thời gian dài, cho nên là người ta chỉ cần trạm công suất nhỏ. Đấy, còn ngoài ra là có hai loại trạm sạc nhanh là 30 kW và 60 kW. Thì những cây sạc này sẽ đặt ở các điểm xăng, điểm dừng nghỉ, bãi đỗ xe công cộng, thời gian dừng đỗ sạc của khách là ngắn. Và một loại nữa là một loại siêu nhanh, loại này giống tương đương với của Tesla là sạc siêu nhanh với công suất, dòng công suất là lên 250 kW, thì cũng đặt ở trạm cây xăng và trạm dừng nghỉ trên các quốc lộ và trung tâm thương mại, khu đô thị lớn.
Thì chạm sạc này có thể giúp đi được 180 km sau 15 phút, đó là theo công bố của VinFast. Thì tất cả các chạm sạc này đều sử dụng công nghệ là AutoCharge từ năm 2021, và nếu từ quý 3 2022 nhà sản xuất công bố là Plug and Charge theo chuẩn quốc tế ISO 15118. Và các cái cổng sạc này thì đều theo tiêu chuẩn châu Âu là CCS2 đối với cả loại sạc một chiều và Type 2 đối với cổng sạc xoay chiều. Và thanh toán phí sạc là hoàn toàn bằng online. Thì đấy là những cái đặc tính của cơ sở hạ tầng phục vụ ô tô điện là hiện nay tại Việt Nam chúng ta đang có. Tuy nhiên, việc đầu tư cho trạm sạc như này thì sẽ dẫn đến đặt một câu hỏi là nguồn điện cấp cho các trạm sạc này có yêu cầu gì và có vấn đề gì sẽ xảy ra hay không? Thì đấy là cái vấn đề đấy. Vậy thì đối với các trạm sạc này, chúng ta sẽ thấy khi mà vận hành hệ thống lưới điện, khi đấu vào lưới điện các trạm sạc, thì chúng ta là khối lượng trụ sạc đấu vào lưới điện phân phối sẽ có những nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành lưới điện. Bao gồm những cái nguy cơ gì? Thứ nhất là có thể mất điện, tức là người ta định nghĩa B là mất điện lưới hoàn toàn hoặc là điện áp dưới còn 10%. Hoặc là có những hiện tượng là sụt áp ngắn hạn, là điện áp sụt dưới 90% từ vài mili giây cho đến 1 phút. Thực ra với những cái mili giây này thì có thể điện dân dụng chúng ta thấy nó không có vấn đề gì, nhưng mà đối với sản xuất thì mất dưới mili giây thì cũng có thể là những máy móc nó bị hỏng, nó có vấn đề ảnh hưởng đến các máy móc. Hoặc là quá áp ngắn hạn, đấy, là điện áp vượt lên 110% từ vài mili giây cho đến dưới 1 phút. Hoặc cũng có thể là sụt áp dài hạn. Đấy, hoặc là cũng là quá áp dài hạn. Rồi một cái điều đặc biệt nữa đó là hình thành đó là cái sóng hài, bởi vì các hệ thống sạc này khi cắm vào với lưới điện chung nó có khả năng phát ra cái sóng hài. Đấy, và thường gây ra bởi cái phụ tải phi tuyến, rồi các xung điện áp, các biến động tần số, các nhiễu giao thoa và nhiễu giao thoa sóng điện từ và nhiễu giao thoa sóng radio. Ở đây ta sẽ thấy một điều rất rõ đối với Việt Nam. Chúng ta là phụ tải điện hệ thống quốc gia. Ở đây tôi sẽ lấy cái đồ thị này trên của EVN. Các bạn sẽ thấy hiện nay bản chất phụ tải điện của Việt Nam là đã chênh nhau rất nhiều. Đây là của một ngày 13 tháng 2, 2021 là cái đường này. Sang đến ngày 30 tháng 1, 2021 thì cái phụ tải nó đã tăng lên nhỉ. Như vậy cái mức độ, đây là theo giờ nhé. Chụp vài ngày là theo giờ. Còn đây là phụ tải. Như vậy là giữa các ngày của chúng ta là có sự biến động rất lớn. Và giữa các giờ cũng vậy, những cái khu vực cao điểm, có những khu vực cao điểm là khoảng 18-19 giờ hoặc là 6-7 giờ sáng. Thì nếu mà chúng ta tính đơn giản này thôi, xét trường hợp mà trạm sạc của gas công suất trung bình là cứ 11 kW, nếu chúng ta lắp tất cả 40.000 trụ sạc thì đồng nghĩa nó là khoảng 440 MW. Đó, ở 400 sạc đấu nối thêm hệ thống và thậm chí nó phải lên đến 1 GW nếu tính các đầu sạc có công suất lớn hơn. Đấy, thì đây là con số tạm tính khi chúng ta tất cả tổng thể. Và điều này thì cũng đồng nghĩa là phụ tải cho hệ thống điện nó tăng lên đột biến. Và một đặc điểm là xe điện ấy, nạp vào ấy, thì người ta cũng chỉ nạp theo thời gian thôi. Sẽ dẫn đến là nó sẽ đẩy những cái đỉnh phụ tải này lên rất là cao. Đấy, gây nên đột biến. Ví dụ có thể là tối về lại tất cả cùng nhau nạp buổi tối hoặc tất cả cùng nhau nạp buổi chiều. Thì người ta sẽ không phân bố được. Đấy. Và nếu như chúng ta cái tính này, để hình dung thì công suất phụ tải tăng lên có thể tương đương với khoảng 0,2 tổ máy thủy điện Hòa Bình hoặc tương đương với cả công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình nhiều hơn nữa nếu hạ tầng trạm sạc điện vẫn còn phát triển như hiện nay. Đấy. Tuy nhiên hiện nay thì vấn đề là phát triển hạ tầng trạm sạc thì nhiều nhưng mà số xe điện ra thì chưa nhiều, cho nên là cái lượng phụ tải là vẫn chưa cao. Đấy, nhưng mà đây cũng là cái bài toán chúng ta cần phải lưu ý khi quy hoạch lưới điện hoặc là xử lý điện hạ tầng cho từng khu vực. Thứ hai là tác động xe điện với trạm sạc điện được ghi nhận là một số cái nước đã ghi nhận ở châu Âu, ở Mỹ. Thì nếu điều khiển và phối hợp không hợp lý thời điểm sạc thì đồ trị phụ tải đấy, sẽ làm tăng tổn hao công suất và tăng độ lệch điện áp và các vấn đề chất lượng điện đã xảy ra giống như cái 10 cái mục tôi nêu ra trước kia. Một số các nước khu vực biển Bắc đấy, thì quỹ phát triển các vùng châu Âu đã chỉ ra rằng máy biến áp phân phối sẽ bị quá tải cao điểm điểm tối nếu 20% hộ gia đình sạc điện vào thời điểm này, sạc cùng nhau sạc. Chỉ cần 20% hộ gia đình cùng nhau sạc là đã gây quá tải rồi. Hơn nữa, không có sự phối hợp giữa sạc điện thì với 30% hộ gia đình sạc với đầu sạc 3 kW tại nhà tại 18 giờ tối thì điện áp sẽ bị
kéo thấp xuống ngưỡng cho phép. Đấy. Hiện tượng trên cũng sẽ xảy ra nếu chỉ 10% hộ gia đình nhưng dùng đầu sạc 7 kW. Đấy là chúng ta sạc tại nhà. Đấy. Chứ chưa kể đến cái sạc gọi là ở những công suất cao, sạc tại nhà và sạc qua đêm. Thì đấy là những cái ảnh hưởng của hệ ô tô điện đối với cả cái nguồn điện của chúng ta, là chúng ta trong quy hoạch và trong xử lý hệ thống điện là chúng ta phải lưu tâm đến. Và cuối cùng tôi đi đến kết luận và kiến nghị là thị trường đối với ô tô điện Việt Nam là như nào. Thì ở Việt Nam hiện nay có những cái như này, là chúng tôi sẽ nhận xét là Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để phát triển ngành xe điện. Thứ nhất là tiềm năng phát triển nguồn điện sạch của chúng ta là rất lớn. Đấy, chúng ta có điện gió, có điện mặt trời. Thì đây là cơ sở quan trọng để hiện đại hóa các phương tiện giao thông đường bộ và để điện hóa các phương tiện giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, một cái điều rất nổi bật của chúng ta so với các nước trong khu vực trên thế giới là hiện nay ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam đã có nhưng chưa mạnh, chưa bị trói chân vào với cả cái động cơ đốt trong. Cho nên khi nếu chúng ta chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện thì hoàn toàn chúng ta không bị đứt gãy chuỗi cung ứng khi chuyển đổi sang điện. Và nếu mà nói về xe điện thì chúng ta gần như đang cùng điểm xuất phát với các nước trong khu vực. Và nếu thậm chí tại thời điểm này thì tôi có thể nói chúng ta đã tiên phong, bởi vì chúng ta đã có một doanh nghiệp sản xuất được ô tô điện hoàn toàn là của Việt Nam. Chứ còn các nước khác thì không. Và chính vì cái cơ hội vàng này không phải dành cho ô tô điện ở mỗi Việt Nam đâu, mà trong khu vực ta đã thấy Thái Lan, Indo đang chạy đua hết sức mạnh mẽ để thu hút đầu tư. Và một điều đặc biệt, ngay cả Singapore, một nước đã ngừng sản xuất ô tô gần 30 năm nay, thì đối với ô tô điện họ cũng đã quay trở lại với những dự án phát triển ô tô điện. Thì có thể nói đây là cơ hội trăm năm có một, Việt Nam cần phải tận dụng vượt trước các nước trong khu vực để xây dựng lại ngành công nghiệp ô tô điện là như vậy. Và để làm như vậy thì tôi có những kiến nghị. Đầu tiên đó là phải hoàn thiện các hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và quy chuẩn Việt Nam cho diện. Vì hệ thống này chính là công cụ hỗ trợ các công tác quản lý nhà nước về xe điện. Và đồng thời nó cũng là cái định hướng cho các nhà sản xuất lắp ráp trong nước, ngành công nghiệp phụ trợ của xe điện. Và cuối cùng nó cũng chính là cái việc bảo vệ người tiêu dùng. Khi làm được những này thì người tiêu dùng sẽ yên tâm và khai thác sử dụng xe điện. Bên cạnh đó là ban hành các chính sách phát triển ô tô điện đồng bộ trên cả ba phương diện. Thứ nhất là phát triển công nghiệp ô tô điện. Phát triển công nghiệp ô tô điện hay nói khác là phát triển cho các nhà sản xuất ô tô điện thì phải có những chính sách ưu đãi hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư và sản xuất ô tô điện và chuỗi cung ứng ô tô điện trên toàn cầu. Như phần đầu tôi đã nhận xét, hiện nay cái sự ưu đãi cho xe ô tô điện, nhà sản xuất ô tô điện đang, nó vẫn đang ẩn mình trong cái ngành công nghiệp ô tô nói chung hoặc là công nghiệp hỗ trợ. Nó chưa có một cái sự đột phá. Rồi tiếp đến là chúng ta phải ban hành các chính sách trong cái mảng là nghiên cứu phát triển công nghệ ô tô điện. Nghiên cứu phát triển công nghệ ô tô điện vẫn là cốt lõi và nền tảng của ngành công nghiệp xe điện là vậy. Chúng ta có thể ban hành những chính sách để kêu gọi sự đầu tư, mang những cái nghiên cứu của các hãng khác về Việt Nam nghiên cứu. Tôi lấy điển hình như ở Việt Nam chúng ta đã có, không liên quan đến ô tô điện, nhưng mà trung tâm R&D của Samsung ở Việt Nam đã đầu tư 220 triệu đô vào Việt Nam. Thì đấy là nhờ những cái chính sách ưu đãi thì chúng ta kêu gọi được cái việc đầu tư trong nghiên cứu phát triển cho cái mảng điện tử. Thì tôi nghĩ rằng là với ô tô điện chúng ta cũng sẽ làm vậy, thì chúng ta sẽ kêu gọi được các hãng lớn, các nhà phát triển lớn để đầu tư vào Việt Nam. Và cái cuối cùng đó là phát triển thị trường ô tô điện. Phát triển thị trường ô tô điện ở đây là giúp người dân thuận lợi hơn, dễ dàng hơn mua cái xe điện. Đấy, chúng ta phải giảm thuế, trợ cấp, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xe điện, hỗ trợ cho các cái nhà đầu tư về trạm sạc để người dân sẽ không còn cái quan ngại về quãng đường đi xa của ô tô điện nữa. Rồi những cái quy chuẩn về hạ tầng, xây dựng hạ tầng làm sao để cái trạm sạc của chúng ta, cũng như hỗ trợ về những cái quy hoạch về nguồn điện để đảm bảo rằng là sự lo lắng về quãng đường giới hạn và thời gian sạc của người khi dùng xe điện nó giảm đi, thì người dân sẽ chuyển sang dùng xe điện. Thì trên đây là toàn bộ cái bài báo cáo của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã nghe. Vâng ạ,
Xin rất là chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc đã có một bài trình bày rất là tổng quan, rất đầy đủ và rất là sâu sắc về cái hiện trạng phát triển xe điện từ hạ tầng cho đến các cái quy định và cũng như là xác định được các cơ hội thách thức của Việt Nam. Em đã nhìn thấy có một vài câu hỏi dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc rồi ạ. Thì xin mời anh có thể trả lời trực tiếp với... Vâng, ở đây tôi nhìn thấy của bạn Nam à, Nam NH. Xin hỏi đối với những nước đã có kinh nghiệm phát triển xe điện châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc thì bài toán về cải tạo phân phối lưới điện để tránh ảnh hưởng như như thầy đã nêu trong bài họ sẽ thực hiện như thế nào? Thứ nhất như này là người ta, cái việc đầu tiên là người ta phải ra bộ tiêu chuẩn đối với các trạm sạc. Đấy, khả năng phát sóng hài nhiêu, nhiễu trường điện từ bao nhiêu, công suất như thế nào, yêu cầu về những cái trạm sạc đấy là cái tiêu chuẩn để làm sao những trạm sạc đấy lắp vào hệ thống lưới điện của chúng ta nó không bị ảnh hưởng hoặc là ảnh hưởng ở mức gọi là nhỏ nhất vẫn chấp nhận được. Đấy là cái việc đầu tiên người ta đã làm. Cái thứ hai là đương nhiên cái hạ tầng cơ sở điện thì bao giờ cũng giống như Việt Nam thôi, họ có những cái bản quy hoạch nguồn điện, quy hoạch năng lượng. Đấy, và từng cái hạ tầng đấy thì cái chất lượng đầu tư về về dây dẫn rồi hạ tầng cơ sở điện cũng sẽ được nâng cấp dần, bởi vì cứ mỗi một kịch bản điện là người ta đã phải đưa ra. Các bạn tưởng tượng như bây giờ chúng ta đang quy hoạch điện 8 ấy, là nguồn tiêu thụ là gần này thì tất cả các hạ tầng nó đi theo phải đáp ứng cho gần đấy. Đấy, đường phụ tải ra sao, trạm biến thế ra sao, và với những kịch bản đấy họ đồng bộ được với cả cái mức tăng trưởng xe điện khi họ làm chính sách. Ví dụ như Na Uy hoặc châu Âu, người ta đặt ra mục tiêu là mỗi năm là 10% là lượng xe điện bán ra là bao nhiêu, thì từ đấy người ta tính ra được cái gì công suất, và từ công suất người ta tính được vậy thì để đáp ứng 10% đấy thì hạ tầng phải thì bao gồm hai vấn đề như vậy. Thì đấy, đầu tiên là phải thiết lập cái tiêu chuẩn để anh không vào nữa. Thứ hai là gì, từ cái quy hoạch nguồn điện, từ năng lượng cần thì họ cũng sẽ đi trước được. Thế như hiện nay ở Việt Nam thì tôi có một số anh em trao đổi bên ngành điện thì về mặt công suất phụ tải thì cái mạng lưới công suất rồi nhé, chứ còn chưa liên quan đến sóng hài và các tiêu chuẩn gì nữa, coi như là lắp cái tiêu chuẩn là ổn hết, thì chất lượng mạng lưới điện hạ thế của Việt Nam thì tôi thấy một số người là nhận định rằng là khu vực phía Nam của chúng ta là khá ổn, là đáp ứng được, có thể đáp ứng được. Đấy, thì đấy là những cái mà chúng tôi có thể chia sẻ. Vâng, không biết là bạn Nam còn có, nếu còn gì thì chúng ta sẽ trao đổi tiếp nhé. Để tôi sang câu hỏi thứ hai của bạn Văn Hiến là các nước có những chính sách và biện pháp gì để thúc đẩy sản xuất cũng như tiêu thụ xe điện. Các nước thực ra là chúng ta sẽ chia làm hai cái mảng như này để nói về xe điện. Thứ nhất là phát triển ngành công nghiệp xe điện và phát triển thị trường xe điện. Phát triển ngành công nghiệp xe điện có nghĩa là gì? Là các nước sẽ cố gắng để đầu tư làm thế nào giúp cho cái sản xuất được cái xe điện. Còn có những nước như Na Uy, Bắc Âu thì người ta chỉ phát triển thị trường xe điện, tức là người ta chỉ đầu tư vào cho người tiêu dùng thôi, chứ còn xe của tôi là nhập khẩu. Thì đấy là hai cái chúng ta, nếu mà khi mà chúng ta tìm hiểu các nước là chúng ta phải so sánh phân biệt đấy. Còn ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta là phải phát triển cả ngành công nghiệp xe điện lẫn thị trường xe điện, bởi vì Việt Nam chúng ta đang bắt đầu vào thời kỳ bùng nổ về ô tô điện. Giống như cái bài vừa rồi các bạn nghe cái báo cáo của bên Ấn Độ ấy, là tỷ lệ xe điện của chúng ta xe ô tô chúng ta rất thấp và sắp tới nó sẽ tăng lên rất nhanh. Và tăng lên rất nhanh thì chúng ta phải gì? Có thị trường. Và muốn có thị trường thì chúng ta lại phải gì? Nếu mà chúng ta nhập khẩu thì chúng ta sẽ mất đi cái lượng công ăn việc làm rồi rất nhiều thứ khác, cho nên là chúng ta sẽ thay thế đấy vào xe điện thì sẽ tốt hơn. Và như vậy nó sẽ có ba thứ nhỉ. Cái đầu tiên để phát triển xe điện của cái những nước APEC, bài học kinh nghiệm của APEC, đầu tiên là tôi phải đầu tư vào nghiên cứu phát triển công nghệ. Nghiên cứu phát triển công nghệ bao gồm nghiên cứu phát triển công nghệ xe điện này, trạm sạc này, rồi các cái công nghiệp ở đấy, tức là nghiên cứu về phát triển công nghệ nhé, công nghệ cốt lõi, rồi pin, ba thứ đấy, pin, rồi công nghệ xe điện, rồi chạm sạc.
làm sao cho nó giải quyết được cái bài toán là lo lắng về quãng đường nó tiên tiến nhất. Thứ hai là đầu tư về phát triển công nghiệp xe điện, tức là cho những nhà sản xuất xe điện ưu đãi về thuế, về việc nếu người ta chọn sản xuất xe điện thì sẽ có những ưu đãi khác biệt hơn so với xe động cơ đốt trong. Đấy là những cái cần phải làm. Hai cái đấy là hai cái quan trọng nhất để thúc đẩy được cho cái việc phát triển xe điện đi lên. Phát triển công nghiệp điện bao gồm một cái mảng nữa, đó là chính sách ban hành các cái tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn như tôi nói, tiêu chuẩn là cái định hướng để cho các nhà sản xuất họ yên tâm họ sản xuất, và cũng là cái bảo hộ cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng yên tâm thì sẽ tốt hơn. Cái thứ ba nữa là liên quan đến phát triển thị trường xe điện. Hai cái đầu phát triển công nghiệp rồi, cái thứ ba phát triển thị trường xe điện thì bao gồm cũng lại đầu tiên là về phần bắt các loại pháp lý, văn bản, chính sách, tiêu chuẩn để làm sao phát triển trạm sạc, nguồn điện ổn định, người dân không phải lo lắng. Thứ hai là hỗ trợ về tài chính hoặc là thuế phí để người dân có thể có được cái lợi ích trực tiếp trong việc sử dụng xe điện. Để thứ ba nữa là nâng cao cái nhận thức chuyên truyền hình ảnh quảng bá để người dân cảm thấy rằng là đi xe điện là có lợi cho môi trường, đi xe điện là đóng góp cho cộng đồng. Thì đấy là những cái gọi là biện pháp chung tổng thể. Thế còn đi sâu vào từng cái chính sách, từng cái một thì tôi nghĩ là tôi sẽ có một cái bài riêng thì tôi mới phân tích được ạ. Vâng. Mà cái thời gian thì không còn nữa, nhưng mà vẫn có một câu hỏi cho thầy Phúc ạ. Thì em muốn anh trả lời ngắn gọn. Nội dung về chưa được nội dung về tiêu chuẩn chưa được gặp, vậy theo thầy Việt Nam cần lộ trình như thế nào được? Đó là một câu hỏi đấy này, đúng không? Còn câu hỏi đấy của bạn Phạm Thị Huế thôi, đúng không? Lộ trình thực ra tôi cái tiêu chuẩn TCVN nó chỉ là một phần trong cái quy định thôi. Chúng ta sẽ phải đồng bộ, đầu tiên là tôi phải nói là gì, lộ trình này phải đồng bộ giữa hai bên là các chính sách pháp lý, chính sách ưu đãi, và sẽ đi kèm với tiêu chuẩn. Nếu mà tiêu chuẩn anh đi trước mà chúng ta không có chính sách hỗ trợ để người ta đưa cái xe đấy vào thì nó không có ý nghĩa gì cả, thì nó cũng chỉ để bằng không thôi. Đấy, vấn đề nó phải đồng hành với nhau. Ở đây quan trọng là cái lộ trình đấy như thế nào, không quan trọng bằng cái việc là sự phối hợp giữa các cái tiêu chuẩn Việt Nam đồng hành với cả các chính sách của Việt Nam là như thế nào. Chứ còn vừa rồi thì Bộ Công Thương cũng có một cái buổi họp báo vừa rồi thì mọi người cũng đặt ra một cái tôi cũng trả lời một cái lạc quan nhất là 2050 là chúng ta 2045 đi là kỷ niệm 100 năm đúng không? Đấy, thì chúng ta cũng sẽ thành điện hóa được 50% chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta đặt cái mốc như vậy thì chúng ta sẽ có lộ trình. Vấn đề là chúng ta phải đặt cái mốc cuối, chúng ta muốn gì, bao giờ chúng ta được 50% là xe điện hoặc 100% điện thì chúng ta mới bóc ngược lại được cái lộ trình về tiêu chuẩn Việt Nam, rồi đồng hành với nó là lộ trình về chính sách. Vâng. Xin hết ạ. Mặc dù là thời gian cũng đã qua rất nhiều rồi nhưng mà vẫn còn tiếp tục một câu hỏi thì anh có thể trả lời ngắn gọn cho bạn Văn Hiến á. Phát triển mô tô và xe gắn máy điện. Thực ra mà nói, nếu mà nói về mô tô và xe máy ấy, chỉ có mỗi Việt Nam là phát triển nhanh nhất và nhiều nhất. Còn các nước phát triển thì mô tô và xe máy họ không phải là cái sản phẩm tiêu dùng nhiều. Những nước trong Đông Nam Á này, Việt Nam, Thái Lan, Indo thì nhiều, nhưng Việt Nam là siêu nhất. Đấy, cho nên là cái chính sách của họ về phát triển về mô tô với xe máy điện ấy, thì nó cũng không rõ nét lắm đâu. Nó chung cho xe điện thôi. Ví dụ là có những cái, ví dụ như xe này nó phát thải ít thì cái thuế môi trường, cái phí môi trường nó sẽ ít đi thôi. Đấy, chứ nó không mang cái tính rõ nét đặc thù riêng ra. Cho nên là tôi cũng chính vì thế nên là cái tìm hiểu về mảng về xe máy điện với xe điện này là tôi cũng chưa được sâu nhiều, nên tôi cũng không có cái nhiều thông tin để cung cấp cho bạn trong cái trường hợp này. Quan điểm và cam kết về CO2 không. Ở đây CO2 không có nghĩa là không phát thải CO2, đúng không? Chúng ta phải hiểu cái CO2, zero CO2 này là CO2 tuần hoàn, chứ là tôi vẫn thải ra CO2 nhưng tôi đi trồng rừng thì nó lại thu lại hết cái chỗ đấy. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam vẫn có thể làm được. Quan điểm cá nhân tôi là chúng ta làm được, nhưng vấn đề là chính sách và nghị quyết chúng ta làm nhau thôi. Chứ còn
Làm là làm được, nhưng vấn đề muốn làm là lại phải đồng bộ. Tôi nghĩ như các bạn sẽ thấy là cái tiêu chuẩn Euro ấy, các tiêu chuẩn Euro 5, Euro 6 bây giờ chúng ta ban hành là cũng là bởi vì những cái cam kết này thôi mà. Và chúng ta cố phải làm. Vấn đề là chúng ta có hai cách. Một là chúng ta phải cắt giảm nguồn phát thải. Đấy, mà đây là chung nhá, nó không liên quan đến giao thông nữa. Và thứ hai là chúng tăng cái lượng hấp thụ phát thải lên. Đấy, tăng diện tích trồng rừng, tăng các thứ lên. Như vừa rồi tôi làm cái dự án với cả xe hybrid ấy, cũng sẽ rất là hay, mà chuyển cái xe hybrid sang là nó tiết kiệm được rất nhiều, thành đi từ xe xăng thường sang xe hybrid thôi là nó đã tiết kiệm cứ khoảng 30% khí thải CO2 rồi, là tương đương trồng bao nhiêu mét vuông rừng rồi, có con số luôn đấy. Nên là chúng ta biết chúng ta sẽ làm được. Vâng. Vâng ạ. Cần phát thải CO2 bằng không là chính là net CO2 emission đúng không ạ? À, phát thải ròng đấy ạ. Vâng. Em cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đạo Phú rất nhiều về bài trình bày rất hay, và thực tế ra là rất là nhiều người quan tâm đến cái cơ hội, cái thách thức và cũng như là cái các cái nội dung phát triển xe điện. Thì cũng cảm ơn anh đã nhận lời và tham gia cái chương trình đào tạo ngày hôm nay của dự án ạ. Và chắc chắn là hy vọng thì trong những cái lần sẽ có những khóa đào tạo tiếp theo nữa, thì hy vọng sẽ được hợp tác với anh ạ. Vâng, cảm ơn Thủy. Dạ. Vâng, thì kính thưa quý vị đại biểu, thì chúng ta đã trải qua đến ngày thứ 3 rồi,